Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm canh tý. Ngày này là ngày đinh tỵ tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỷ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao cát khánh, tốt mọi việc. Sao âm đức, tốt mọi việc. Sao tuế hợp, tốt mọi việc. Sao tục thế, tốt mọi việc. Nhất là cưới hỏi. Sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tặc, giáo đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao hỏa tai, 6 đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang về nhà cửa, sao nhân cách, 6 đối với giá thú, khởi tạo, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý rất có thể sẽ khó lòng trần trừ do dự mãi được nữa cũng may là nhờ có sự quyết đoán và dứt khoát ở bạn cho nên bạn mạnh nắm bắt được thời cơ trời cho trong ngày hôm nay nhé Và với bạn tuổi Tý trong số những việc mà bạn đã làm từ trước tới giờ bạn thấy mình thực sự là may mắn khi lần này đã tin theo trực giác của mình với bạn tuổi Tý chẳng phải sợ thất bại nhưng công việc suôn sẻ dễ thành ai mà chẳng ham muốn nữa bạn tuổi Tý nhé? Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này, đối với bà tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này dẫn đến những sự mâu thuẫn nại lửa trong cái cuộc sống gia đình của bạn tuổi Tý ngày hôm nay. Không ai chịu ai, có nhiều vấn đề nảy sinh, dẫn đến mối quan hệ vợ chồng xa cách có thể sẽ dẫn đến chia ly nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tình cảm không như mong muốn. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cần quyết đoán làm theo ý mình. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, đừng để lỡ cơ hội mà mất đi công việc tốt. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, tình cảm, cần bồi dưỡng từng ngày từng ngày một. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 3 này: Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn: số 1, số 3. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tị. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay rất thuận buồm xuôi gió và với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh có thể trải qua nhiều sóng gió trước đó trong tình trường, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả với bạn mà thôi. Đôi khi chúng ta cần học cách chấp nhận và với bạn tuổi Sửu, bạn chấp nhận những điều không vừa ý mình để có thể ở bên người mình yêu, tình yêu mang đến hạnh phúc. Đủ để cho bạn tuổi xỉu cảm thấy những điều mình làm thực sự là xứng đáng nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này đối với bạn tử xỉu bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh trái với sự bình yên trong cái chuyện tình cảm của bạn tử xỉu ngày hôm nay thì bạn lại gặp nhiều rắc rối trong công việc của mình bạn mệnh tử xỉu cần phải thận trọng trong các mối quan hệ xã giao bởi có thể bạn đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá phá hoại bạn trong công việc nữa nhé về tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim công việc bất thuận nhiều điều khó khăn, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, gia đạo an in, có hậu phương vững chắc, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, kiên trì vững tâm sẽ có được điều như ý, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, cẩn thận kẻo tiểu nhân lợi dụng, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, đừng quá tin tưởng đối phương mà coi nhẹ bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay cần phải bình tĩnh trong giải quyết việc gia đình không phải lúc nào lời nói cũng có tác dụng nhưng bạo lực càng không mang lại kết quả như bạn mong muốn đó bạn tuổi dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dần có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và bạn hãy xin lời khuyên từ họ để lắng nghe những lời tâm sự của mình. Bạn cần phải tỉnh tâm lại trước khi đưa ra những quyết định trọng đại bạn tuổi dần nhé ngày này đối với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay cũng không được như ý. Bạn mệnh mất nhiều thời gian để giải quyết việc tình cảm cho nên có phần sao nhạ với việc của riêng mình đó nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đừng để mình mắc hết sai lầm lần này đến lần khác tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa bạn cần phải hiểu bản thân mình cũng như là người mình yêu tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đừng tự cho mình là đúng nếu chưa thử lắng nghe tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tình cảm dễ dạn nứt sau những lần xung đột tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim biết sai ở đâu thì cần phải đứng dậy từ đó Vài đánh giá của bạn tự dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh ở bên bạn. Cho nên với bạn tuổi mão đừng có để lỡ mất cơ hội trời cho trong ngày hôm nay. Có những chuyện nếu mình bỏ qua thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Vì thế, khi trời cho lộc thì hãy đưa tay mà nhận lấy bạn tuổi mão nhé. Ngày hôm nay đối với bạn tuổi mão, cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn sẽ có chuyển biến cực kỳ là tích cực. Bạn nên cố gắng phát huy hết mọi năng lực của bản thân mình để bản thân mình không phải vất vả, lô do thiếu thốn về tiền bạc nữa nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất chô hỏa. Mặc dù bạn tuổi mão rất cố gắng nhưng chẳng thể nào sắp xếp được thời gian cho gia đình theo đúng ý của người ấy. Cả ngày bận rộn với công việc nên với bạn tuổi mão cũng cảm thấy chán nản, chẳng muốn buồn giải thích điều chi cho người ấy hiểu nữa. Và ngày này đối với bà tuổi mão là ngày có nhiều tín hiệu tốt về tài lộc, đi xa có người giúp đỡ, ký kết hợp đồng, mở kho, giao dịch rất chi là tốt bạn tuổi mạo nhé. Và bạn đừng quên xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được tài lộc về cho mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm gia đình phôi phai theo năm tháng, tử vi tiểu tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cần phải cân đối thời gian làm việc và thời gian cho gia đình, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, công việc làm ăn tín chỉnh tốt, tiền bạc được dồi dào, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, trời cho lộc, nhanh tay nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim đừng vội buông tay nếu bạn chưa thực sự cố gắng. Về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Quân số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính con giận đường trị lối. Cái điều này làm cho bạn tuổi thìn có được cơ hội để bứt phá trên trạng đường đua tăng quan tín chức với mình. Và bạn tuổi thìn, bạn mong chờ cơ hội này đã lâu, đừng để bộ lỡ mất cái cơ hội vàng này bạn tuổi thìn nhé. Có thể cấp trên sẽ trao thêm thử thách, trách nhiệm cho bạn tuổi thìn và với bạn. Đừng có hoang mang mà cần phải bình tĩnh để sắp xếp lại mọi chuyện rồi bạn sẽ thấy không có gì khiến cho mình phải gục ngã cả. Trong ngày này đối với bạn tử thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn sẽ được trao cho nhiều may mắn trong cái chuyện tình cảm, đào hoa trợ mệnh và bạn tuổi thìn. Bạn hãy tự tin thể hiện tình yêu của mình với đối phương, chờ đợi hạnh phúc mỉm cười với mình nữa nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình duyên vượng sắc sớm tìm được nhân duyên tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ công việc tiến trị tốt, ngoài mức tưởng tượng, từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, nếu vượt qua được áp lực, bạn sẽ giành được 9 tháng. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, đừng để mình gục ngã bởi sức ép vô hình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, hãy tìm chỗ dựa bên người thân khi cảm thấy mệt mỏi. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chia chở, cho nên chuyện tiền bạc không quá khó khăn, có thể thoải mái chi tiêu theo ý của mình nhờ bạn tuổi tỵ đang có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính của mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này khiến cho tâm tính của bạn mệnh tuổi tỵ nhiều sự thay đổi. Bạn mệnh dễ nổi nóng vì những cái chuyện không cần thiết, tự trách bản thân mình rồi sau đó lại lặp lại mỗi lần tương tự nữa đó nhá Và bạn tuổi tỵ trong ngày này nếu như muốn cải thiện tình trạng mối quan hệ của mình thì nên nhanh chóng tìm kiếm cách để giải tỏa áp lực cho bản thân mình. Nếu có vấn đề gì khúc mắc hãy thử tâm sự chia sẻ với người thân xem sao bạn tuổi tỵ nhé và trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn đang có được nhiều tín hiệu tốt về tài lộc đi xa thì có người giúp đỡ ký kết hợp đồng mở kho giao dịch cũng rất tốt nữa về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tiền bạc được dồi dào nhưng tình duyên lận đận tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ cổ hủ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn chưa biết cách làm thế nào để giải quyết được vấn đề tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nguồn thu đến chủ yếu từ công việc chính tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần phải hiểu và làm theo những điều trái tim mách bảo Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 5 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 6 Số 9 Giờ tốt Từ 11 giờ đến 13 giờ Màu sắc cá tường Màu đỏ Màu cam Quý nhân phù trợ Tuổi giàu Tuổi xỉu Tuổi than Tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang mong muốn có được tình yêu như mong đợi thì ngày hôm nay tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày của tam hội quý nhân trao cho bạn những cái cơ hội để gần hơn với hạnh phúc của mình. Và ngày này đối với bạn tuổi ngọ, bạn đang để cho mình chìm đắm trong ảo mộng. Nhưng có hề gì khi có người chấp nhận cùng mơ với bạn. Và bạn tuổi ngọ thả hồn mình trong bể tình chất ngất, vẫn thấy chẳng đủ để yêu thương. Trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Chẳng những bạn có được sự may mắn trong cái chuyện tình cảm ngày hôm nay mà trong chuyện tiền bạc với bạn cũng rất may mắn nữa, có thể với bạn tuổi ngọ sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống đó nữa bạn tuổi ngọ nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ, xuất hành đi xa thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, có tài, có lộc về cho mình nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tiền bạc được dồi dào ngoài sức tưởng tượng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình yêu sai đắm, quên hết tất cả, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, bạn mong muốn nhiều điều nhưng may mắn đều có được, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, vận đào hoa khởi sắc, dễ tìm được người yêu, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng để mình mất đi rồi mới tiếc nối. Về đánh giá của bà tự ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày mùi tỵ tương hội cho nên với bạn tuổi mùi đừng từ chối tình cảm của người ấy dành cho mình nữa dù bạn có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được sự thực rằng tình yêu đã thực sự gọa cửa trái tim của mình rồi nhá. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, chuyện tốt chưa hết thì chuyện xấu đã kéo tới, thiên quan chiếu mệnh khiến cho tiểu nhân nhập cục, những chuyện mình không làm nhưng rất có thể sẽ phải gánh trách nhiệm nếu như bạn tuổi mùi không thận trọng. Và với bạn tuổi mùi trong ngày này, đừng có chủ quan thái quá sẽ dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa được tiểu nhân có thể làm ra những chuyện không ai có thể tưởng tượng được và tốt nhất là với bà tuổi mùi phòng ngừa vẫn hơn là tìm cách chống đỡ nhá. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc dễ bị phá hoại bởi tiểu nhân. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình duyên được vượng sắc đào hoa như ý. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa có thể cần một chút ác tâm để không muốn bị hại. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai trừ bản thân mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên tìm cách giữ gìn tình yêu chân thành. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tử thân sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra và bạn tử thân bạn không trân trọng cái mối quan hệ hiện có sẵn sàng đánh đổi nó cho những thú vui phù phiếm của bản thân mình nữa nhé có thể với bạn tự thân sẽ chịu những tổn thất khá chi là lớn về đường tình cảm, không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa của riêng mình. Vậy mà bạn tìm được rồi lại buông tay để tình yêu xa mình nữa đó nhá. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này là bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn giúp sức. Những tổn thương trong chuyện tình cảm khiến cho bạn tuổi thân quyết tâm chứng tỏ bản thân mình trong công việc hơn nữa. bản mệnh tuổi thân không để cho mình lùi bước mà phải tín lên với bất kỳ giá nào nữa đó nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm khó lòng hàn gắn lại như cũ. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công danh vượng dễ đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, cần nỗ lực hết sức để không lỡ mất cơ hội. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, đường tình trắc trở không được như ý. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, chính mình làm bản thân chịu tổn thương và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cáp tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang có được báo hiệu vượng tin vào bản thân mình bạn biết được những điều mình đang làm là đúng đắn và ngày này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày cốt tam hợp cục chiếu mệnh cũng có thêm lòng tin cho bà tuổi Dậu với những tin báo mừng về chuyện tình cảm nữa. trong ngày này với bà tuổi Dậu đang có được tin vui tới tấp các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định hôn nhân sau thời gian dài tìm hiểu và với bà tuổi Dậu bạn không mong muốn tốt đốt cháy giai đoạn nhưng tình cảm đã chín mồi thì chẳng có lý do gì để chờ đợi thêm nữa bên cạnh đó trong ngày thứ ba này đối với bạn tử dậu bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ bổ sung thêm cho bức tranh màu sắc của bạn trong ngày này mang tới cho bạn tử dậu có thêm được cơ hội để bứt phá thành công hơn những khó khăn trước mặt của bạn chẳng thể khiến cho bạn khuất phục nữa nhé. trong ngày này đối với bạn tuổi dậu cái việc xuất hành đi xa cầu tài được thắng lợi mọi việc như ý tài lộc được tăng tí nữa. Và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là Hỷ thần hướng chính nam và Tài thần hướng chính đông sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc cho tiền bạc của mình nữa nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tình cảm như ý nhờ biết lắng nghe tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cần phải nắm bắt thời cơ ngày hôm nay tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng ngại nói lời từ chối nếu có hại cho mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy làm những điều tốt nhất cho bản thân tử vi tuổi quý dậu thuộc kim công việc tiến trị tốt đẹp nhờ biết sáng tạo Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đã gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tuất những động lực ở phía sau giúp cho bạn vượt qua những khó khăn, trở ngại để thể hiện được năng lực của chính mình, không chịu khuất phục một cách dễ dàng nữa. Có những vấn đề không thể nào giải quyết được trong một sớm một chiều mà cần phải sự kiên trì và nhẫn nại hơn và với bạn tuổi tuất bạn biết mình cần phải bình tĩnh chứ không phải bốc đồng sốc nổi trong tình huống này nữa nhá ngày này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn có phần được tốt đẹp tình cảm gia đình càng ngày càng gắn kết mạnh mẽ hơn, đôi bên hiểu và thông cảm cho những cái khó khăn của nhau. gia đình là nơi để cho bạn trú chân, tiếp sức sau những giờ phút làm miệt việc mệt mỏi với mình nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình cảm gia đình càng ngày càng khăng khít. tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, đường công danh vượng sắc, dễ được thăng chức. tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc biết mình đang làm gì và phải làm gì cho thật tốt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần nỗ lực để không đánh mất cơ hội. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tình yêu gõ cửa chớ nên từ chối. Vài đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi đang có nguy cơ mất tiền hao của vì sự nhẹ dạ cả tin của mình trong ngày hôm nay. Và bà tuổi hợi bạn trọt đặt lòng tin vào những nơi không xứng đáng thế nên khi nhận hậu quả chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Và với bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, cái nguồn thu của bạn không có nhiều và bạn tuổi hợi bạn nên học cách chi tiêu sao cho tiết kiệm hơn khi hoàn cảnh khó khăn, bạn hãy học cách thích nghi thay vì than thân trách phận hết ngày này qua ngày khác trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tỵ Hợi tương xung, cho nên với bạn tuổi Hợi cũng đang có điểm báo gặp phải những mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm gia đình, thật là một ngày tệ hại đối với bạn tuổi Hợi và bạn muốn gục ngã chứ không muốn phải đối mặt với những khó khăn trong ngày nữa đúng không? và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa có những vấn đề không thể giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nên học cách lắng nghe để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc thu nhập trong ngày ít ỏi không đủ để chi tiêu. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tin người mà mất tiền hao của. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy gia đình mâu thuẫn tranh cãi nhiều chuyện. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh, ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.